Xin chào, konnichiwa. Nhà ngữ Hoa Sen xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau học cấu trúc ngữ pháp của N4. Và các bạn thường hay nói rằng là gì? Trong ngữ pháp, trong tiếng Nhật thì từ vựng cũng rất là khó hiểu. Vậy hôm nay thì là cô sẽ hướng dẫn và cho các bạn cách sử dụng trợ từ quá để nhấn mạnh vào chủ thể. Vậy nhấn mạnh vào chủ thể là gì thì chúng ta cùng nhau xem qua cái bức tranh trên màn hình nhé. Cái ví dụ trên màn hình. Hay. Đầu tiên là những trợ từ như là ní đế karama đề tố thì chúng ta sẽ thêm quá vào đằng sau nó. Ví dụ như ní sẽ là ní va hay là đế va karava ma đề va và tố va. Hay và ý nghĩa của nó là gì đây? Thì nó là nhấn mạnh vào thì, và cách sử dụng là dùng để giải thích nhấn mạnh vào chủ thể. Hay và chúng ta có ví dụ đầu tiên. Hay đúng rồi, đây là anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đàm Vĩnh Hưng ní ai master, đây là cái câu nói là gì? Đã gặp Đàm Vĩnh Hưng. Vậy bây giờ mình nhấn mạnh vào chủ thể, mình nói rằng là gì? Đàm Vĩnh Hưng thì tôi đã gặp rồi đấy, thì chúng ta sẽ nói sao đây? Đúng rồi, hay Đàm Vĩnh Hưng ní ai master. Hay còn đối với cái ví dụ về cái số giờ thì như thế nào đây? Đúng rồi, hachiji kara dame, 8 giờ, từ 8 giờ thì không được. Vậy mình nhấn mạnh vào chủ thể thì mình sẽ có câu là hachiji kara wa dame desu, từ 8 giờ thì không được. Hay còn đối với ví dụ 2 thì sao đây? Hay nikai no kyoshitsu de benkyou shimashita, vậy chúng ta muốn nhấn mạnh vào chủ thể lớp học ở lầu 2 thì chúng ta sẽ thêm trợ từ quá vào sau. Hay nikai no kyoshitsu de wa benkyou shimashita, đúng rồi. Hay còn đối với những trợ từ như là ố thì chúng ta không chuyển thành ố quá mà chúng ta sẽ bỏ ố đi thay vào đó là quá luôn. Ví dụ jusu o nomimasu thì chúng ta sẽ thay là gì? Nhấn mạnh vào nó sẽ là bingo jusu wa nomimasu. Câu trên chúng ta sẽ dịch là gì? Uống nước trái cây. Hay. Vậy bây giờ mình nhấn mạnh vào chủ thể là gì? Nước trái cây, nước ép xoài thì tôi uống. Hay. Còn đối với cái bức tranh này thì sao? Đúng rồi, bàn chân và đầu, đúng không ạ? Hay bình thường chúng ta sẽ nói là ashi ga itai desu. Vậy bây giờ chúng ta muốn nhấn mạnh vào chủ thể thì chúng ta bỏ ga đi thay vá vào và nhấn mạnh vào là gì? Tôi đau cái chân ở bên trái đấy, thì sẽ là hidari ashi wa itai desu. Hay còn đối với trợ từ mố thì nó cũng tương tự như quá vậy đó. Hay dịch ra là thì cũng, và ý nghĩa của nó thì chúng ta đã học giống như là ở những bài bài 1, bài 2 thì chúng ta đã học là gì? Danh từ N1 quá danh từ N2 và danh từ N3 cũng là danh từ N2. Hay, và chúng ta có ví dụ sau đây. Hay, đây cũng là anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thì chúng ta có câu là gì? Sensei Đàm Vĩnh Hưng ni ai master. Và đây là ca sĩ Minh Tâm. Hay, ni tâm ni mo ai master. Tuần vừa rồi thì tôi đã gặp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Và mỹ tâm thì tôi cũng đã gặp luôn rồi. Nhấn mạnh vào. Hay. Và chúng ta đi vào cái ví dụ sau đây nhé. Hay, koko kara wa Fujisan ga miemasu. Hay, asoko kara mo Fujisan ga miemasu. Từ cái chỗ này thì cũng có thể nhìn thấy được núi Phú Sĩ. Và từ chỗ kia cũng có thể nhìn thấy được núi Phú Sĩ. Hay. Và với ví dụ thứ hai là gì? Futsu honya de shinbungo kaimasu. Thông thường thì tôi mua báo ở nhà sách. Tokidoki eki de mo shinbungo kaimasu. Nhưng mà thỉnh thoảng tôi cũng mua ở nhà ga. Hay. Qua ví dụ ngày hôm nay thì chúng ta đã biết cách nhấn mạnh vào chủ thể là gì rồi, phải không ạ? Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn cứ comment ở bên dưới, đội ngũ giáo viên của chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé. Hai, minasan sayonara. Mata kondo yoroshiku onegaishimasu.